Bây giờ mình Anh không theo. công việc thì công việc, nhưng mà anh phải sắp xếp, anh phải ăn ăn xong anh phải làm công Đúng việc rồi. buổi sáng đó, rồi buổi trưa anh phải ăn điều độ vô, chứ anh ăn buổi tối không, ăn con cử buổi tối mà hả hả Đúng cô? rồi, hàng ngày có bữa mà Trời ơi, mà ăn với nhà khuya vậy nó hả? ăn với bia không, mà nó tắm tối hù nó đi lại đằng thẳng á, lại đằng tuốt đằng cầu đó á, Xong có cái bến nữa lại đằng tắm. vậy hả? Ừ, nhiều khi tôi cũng mòn mỏi đâu thức sao nó nổi, rồi Ừ. bắt đầu quay ngủ quên, người ta đi về người ta gặp nó nữa. Vậy hả? Ừ, đi đắng tắm đó á, kêu nó đừng tắm nó xong, Dạ. mà có bệnh gì cũng không có biết được đó chú ơi. Tắm với sông hoài vậy thôi con hả? Ừ, Ảnh thích, coi như là ảnh thích tắm với sông. không thoải tắm mái xong hơn. Hồi đó Rồi trọ lâu giờ hen nó không không có có tắm tắm ở được. trọ, hồi Ừ. đó giờ luôn ở trọ, năm nay là Không mười tắm mấy trọ năm rồi nữa. á, Ừ. nó trọ năm nay mười mấy năm mà không có tắm ở trên nhà, Không tắm nhà mà tắm với sông không? tắm xong hoài có rửa tay hoài luôn. Ủa sao anh lại thích tắm với sông? Anh nói cho em nghe coi anh. Vâng, Tiến Dũng xin tán kính chào tất cả vị. Kính chúc cho vị có một ngày mới thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe. Ngày hôm nay Tiến Dũng trở lại huyện Châu Thành, tỉnh An Giang để thăm một gia cảnh rất là đặc biệt của một người phụ nữ đã điện thoại cho Tiến Dũng và thông báo với Tiến Dũng bà có một đứa con trai mà tối ngày chỉ ở trong phòng trọ và anh thường hay trốn ở trong toilet cũng như là hay xả nước ra để mà rửa tay rửa mặt, nhưng mà anh lại không tắm ở nhà mà anh chỉ đi ra ngoài kinh ngoài cầu để mà anh tắm và anh ngâm mình ở dưới nước vào những lúc giữa đêm khuya, cũng như là ban ngày thì anh cũng không có ăn cơm luôn mà chỉ ăn cơm vào buổi tối thôi. Cho nên là bà cũng đang rất là lo lắng và điện thoại cho Tiến Dũng để nhờ Tiến Dũng đến xem tình hình của anh như thế nào. Thì ngay sau đây xin mời quý vị hãy cùng theo chân của Tiến Dũng đến địa chỉ huyện Phú Tân, Yên huyện Châu Thành, tỉnh An Giang để thăm một cái gia cảnh này nhé quý vị. Xin kính mời tất cả quý vị nhé. Dạ em xin chào anh Hùng. Anh ở gần cái phòng trọ của anh Tuấn đó anh Hùng, thì cho em hỏi là theo như anh Tuấn đó, là anh Hùng thấy anh là anh bị cái căn bệnh gì anh Hùng? Là ở đây cũng lâu rồi nhưng mà thấy ổng bệnh cũng không biết cái bệnh gì, nhưng mà đêm là ổng đi suốt ra ngoài kia ổng tắm. Dạ. Ổng tắm xuống sông á, ổng nằm dưới sông tắm xong lên gọi đầu là ổng cũng đi về nha, chứ không có đi luôn. Ổng đi ra ngoài ổng đứng ổng nói chuyện ên mình ên, ổng ra xong tắm xong rồi lên đi vô là không thay đồ, mặc quần ướt luôn. Không khai. Rồi ở gì rồi cứ ở trong phòng qua đi qua cũng gần gũi nè, qua hỏi ảnh ăn cơm chưa, rồi khi cho đồ ăn này kia cho ổng ăn. Mà ổng ăn rồi là ổng không có đụng vô, ổng ăn bỏ thí đó. Ăn chút chút vậy ha. Chút chút bỏ thí để không đụng vô cái gì hết. Rồi ông táo là ổng cứ xả nước xà hoài. Xả nước trong phòng chỗ đó. Mà không xài. Không xài. Mà xả nước chị đó. Xả rửa tay. Rửa tay xong rồi chút xả rửa tay, chút xả rửa tay làm hoài vậy đó. Vậy hả? Không biết cái gì. Chắc cái vấn đề thần kinh anh có vấn đề ha. Ừ. Rồi nghe nói là ảnh hay trốn trong toilet mà không có nói chuyện. Đúng rồi đó. Ổng vô trong toilet ổng đứng mà ổng đứng trong hoài luôn. Vậy hả? Rồi ảnh có quậy gọi chửi bới với mẹ anh không? Cũng lâu lâu cũng có thử à. Chửi. Vậy hả? Ừ, chửi xong đó nha. Thấy cái thanh niên mà thấy gì tội nghiệp quá à. Ừ, chửi bả rồi bả đi. Đi cũng bỏ ông 2-3 ngày mà ông cứ ở trong phòng hoài chứ. Mà không bắt đèn nha, đêm cũng không bắt đèn luôn. Dạ. Để tôi thui vậy đó. Rồi đây đi qua kêu bắt đèn lên cho sáng để thấy này kia. Ăn cơm xong là ông đổ dài ông cho kiến. Ông nuôi kiến, ông nuôi kiến. Ông đem nuôi kiến à? Không có ngại nuôi nó ghen không đi luôn. Cũng lạ ha. Ông thấy mấy kiến cũng tội nghiệp. Cho nó ăn. Cũng kiến. Có lòng từ bi ha. Cũng không, mình cũng đói, còn kiến cũng đói, nó thấy đi kiếm ăn không ngủ cho nó ăn. Vậy hả? Cũng không nhận cho đây cũng lạ, nhà nhà cũng lạ, thôi để em đi qua bệnh em thăm ảnh rồi sao. Cảm ơn anh nha. Dạ con xin chào cô Út. Con là đến từ kênh YouTube Tiến Dũng Nhu Cầu Nhân Ái. Thì con nhận được cú điện thoại của cô Út là cô có một cái người con bị bệnh như thế nào con? Bệnh không biết bệnh gì nữa mà bây giờ cũng như là muốn tới thầy vậy đó mà coi nó, chứ bây giờ không biết, tôi không biết nó bệnh gì nữa mà nó ban đêm tắm ban đêm được không à? Tắm ban đêm hả con? Rồi anh có quậy quọ gì không? Chửi bới gì không? Không, nó quậy tôi cơ mà chứ không có chửi ai hết. Có ra ngoài rượt tay hay gì không? Không á. Cũng như cũng như ban đêm nó đi ra, ban ngày nó vậy đó. Ban đêm thì đi ra ngoài. Đi ra ngoài. Đi ra ngoài đường hả? Đi ra ngoài và đi nhiều khi tắm ban đêm. Dạ. Vậy hả? Rồi tới sáng mới về hay là anh không về có, trong đêm luôn? Đi về luôn à. Vậy nó thức sáng đêm luôn nhiều bữa, sáng đêm nó ngủ luôn á.
Gì hả? Ừ, mới mất bệnh gì nữa tôi cũng không biết. Rồi anh có nói xàm nó nhảm gì một mình không? Không gì nó xàm. Gì hả? Ừ. Nhưng mà chỉ cười với cô thôi, cười với cô thôi. Cười. Có chửi gì không hay có, là? Có chửi luôn á, nhiều khi nó chửi luôn á. Gì hả? Ừ, nó chửi. Công việc của cô thường ngày là cô làm công việc gì? Tôi là đi đồng á, cái lúa mà cỏ gì đó. Rồi giờ qua mùa rồi. Dạ. Ừ. Chứ không có... Đi đồng cái lúa bằng cỏ, à, đi bằng có mướn gì cho ta hả? Bằng có mướn. Về nhà phòng trọ đây là cô kia thuê hả? Phòng trọ là mướn người ta đó. Mướn hả? Bao nhiêu tháng cô? Một tháng 500 đó. Vậy hả? Rồi điện nước. Dạ. Rồi thì bây giờ cô dẫn con vô đây gặp ảnh coi coi ảnh có cái cử chỉ gì không nha. Rồi con coi tiếp coi như thế nào nha. Dạ. Ảnh tên gì con? Để con kêu. Tên Tấn. Tên Tấn nha. Bao nhiêu tuổi? Hôm nay 38 tuổi. 38 tuổi. Rồi bây giờ hai cô cháu mình vô trong nha. Dạ dạ. Dạ, yeah, chào anh Tấn. Em Tuấn Dũng, hôm nay đến thăm anh Tấn nha. Dạ. Yeah. Anh Tấn ăn cơm chưa anh Tấn? Chưa, sáng vậy chưa? Vậy hả? Ừ, cô ngồi kế bên ảnh đi. Dạ. Yeah. Anh Tấn đang nấu cơm hay gì anh Tấn? Rồi, rồi. Đang nấu đồ ăn ha. Dạ. Yeah. Đây em coi thử coi. Ừ, cơm ha. Ừ. Vậy này là gì đây ta? Món ăn gì ha? Gì hả? Dạ. Tôi đi mà bỏ tới nhà luôn. Gì hả? Ừ. Anh Tuấn năm nay bao nhiêu tuổi anh Tuấn? 40 hả? Nghĩ là 38 đấy. Ờ, à, gì hả? Ừ. Để râu ghê dữ ha. Không có, không có để mà chưa cạo. Hớt bớt rồi đó. Gì hả? Chưa... Nói dữ lắm rồi tới như này luôn nè. Gì hả? Nó nghĩ dữ lắm nó mới hớt đó. Ừ. Tay nhỏ và nội nó móc, tay hai cái lỗ cũng ra nó bị hành. Gì hả? Ừ, 12 tuổi. Lâu rồi, nhỏ lớn hành lâu. Dạ. Dạ anh Tuấn có gia đình chưa anh Tuấn? Chưa có gia đình lớn quá hả? Từ nhỏ tới lớn. Lớn gì chứ? Gì hả? Ừ. Thành ra chưa có gia đình ha. À, công việc thường ngày anh Tuấn là làm công việc gì anh Tuấn? Số là sao? Trước dắt lúa. Lúc trước. Bây giờ sau này bệnh hành một ngàn nhiều nhiều. Rồi bắt đầu năm này nhiều quá. Anh Tuấn bị bệnh gì anh Tuấn? Bệnh gì? Lỗ tai nè, bệnh nóng nảy bệnh gì? Lỗ tai nóng nảy hả? Lỡ tay gì hả? Rồi anh có đi khám gì chưa? Khám lỗ tai không? Ờ, đó giờ lúc đó không có biết đi khám, không biết gì hả? Sao đi uống thuốc, uống thuốc đỡ thuốc bớt rồi chứ thấy không hết. Ừ. Ăn cơm ăn khuya không à? Ngày có bữa cơm một rồi. Ăn cơm mà ăn bữa ăn chứ khuya ngày có bữa cơm chứ ba ngày anh không ăn. 10 giờ. Ba ngày cho anh không ăn mà anh ăn buổi tối anh Tuấn. Ba ngày mà đòi giặt không được tối. Gì hả? Ai mua sớm cái bột. Thức sáng liền luôn. Ừ, mở điện thoại kia lên nghe. Nhiều đêm là thức sáng liền không ngủ luôn á. Vậy là anh chỉ ăn cơm buổi tối thôi. Ừ, có bữa không à. Lại ta, sao ba ngày anh không ăn đi mà anh lại ăn buổi tối? Nó không ăn kêu nó nấu à, kêu nó không ăn. Ba ngày mình ăn nó ngon hơn anh. Làm sao có điện mà mua gạo không ăn được đâu. Vậy hả? Ừ, cấp chú điện là tôi bên kia á, phải ảnh đến khóc nghe nhau đó. Dạ. Anh hết mùa rồi. Tất cả. Hết mùa rồi, bằng cái lúa mà có hết mùa đó. Anh Tuấn bao nhiêu ký em thấy anh không có ốm vậy Tuấn? Là năm mấy à, năm 4 ký giáp bây giờ, xong cách xong đó. Thôi bây giờ ngồi xuống, anh em mình ngồi xuống bàn xuống nói chuyện đi cho nó hướng mắt về nhau coi. Ừ. Đó, nó Tuấn ốm ha, hơi ốm anh ha. Ốm lắm rồi. Ừ. Anh phải ăn uống đồ vô, bồi dưỡng đồ vô sao chứ ăn ban ngày đấy chứ đừng ăn ban đêm nữa anh. Ý thì muốn gần anh gì đó, muốn sớm cho nó khỏe. Ừ. Nhưng mà sáng sớm. Rồi. Ừ. Nhưng mà lý do sao anh không ăn buổi sáng sớm được? Giặt là giặt, tao hù không? Anh làm gì vậy? Giờ bây giờ bển là ăn sớm đó. Giờ bây giờ bển là bây giờ bên nhà bển rồi. Ừ. Hôm gà là ăn sớm đó. Ừ. Giờ ăn chiều. Khi tối rồi đâu hôm nay tối nè. Rồi ăn sớm nữa. Bây giờ mình công việc thì công việc nhưng mà anh phải sắp xếp, anh phải ăn xong rồi anh làm công việc. Buổi sáng đó. Rồi buổi trưa anh phải ăn đều độ vô chứ anh ăn buổi tối không ăn con cử buổi tối mà hả? Hả cô? Ngày có bữa không à? Ừ, ăn với khuya vậy hả? Ăn với khuya không mà nó tấn tối hù nó đi lại đằng thẳng á. Lại đằng tuốt đằng cầu đằng á. Sớm có cái bến đó lại đằng tấn. Vậy hả? Ừ. Nhiều khi tôi cũng mòn mỏi đâu thức sao nó nổi. Ừ. Rồi tàu quay ngủ quên. Ta đi về nó gặp nó nữa. Vậy hả? Ừ, đi đằng tấn đó á. Kêu nó đừng tấn nó xong. Dạ. Yeah. Mấy bệnh gì cũng không có biết được đó, chú ơi. Tắm với sông hoài vậy thôi cô hả? Ảnh thích, coi như là ảnh thích tắm với sông. Ừ, thoải mái hơn. Thôi giờ hen nó không có tắm ở trọ. Hồi đó giờ luôn ở trọ năm nay là có mấy năm rồi đó.
Nó trời, năm nay mười mấy năm mà không có tắm ở trên nhà. Không tắm nhà mà tắm sông không? Tắm sông mà có rửa tay hoài luôn. Ủa sao anh lại thích tắm đi sông? Anh nói cho em nghe coi anh Tuấn là tên gì? Thoải mái mát hơn. Hả? Ở sông thoải mái hơn. Ở sông thoải mái hơn, cho nên là anh thích tắm sông. Không tắm mà tắm chỗ ít. Vậy hả? Tắm cũng có tắm. Thích xuống sông mình là lặn lội ở sông vậy ha. Có tắm thì ở sông thì cộng gãi nó tắm thoải mái. À. Tay là nhiều. Ừ. Rửa hai bàn tay không à. Vậy hả? Ừ, bọn em xả nước xả xài gì đó. À. Điện nước là chú. Rồi buổi tối anh Tuấn có ngủ được không? Ngủ thì thức sáng đêm ngủ luôn. Sáng luôn á. Ngủ sáng ngủ luôn. Ngủ thì sợ ngủ luôn hả? Sợ chết. Hả? Sợ chết hả? Ngủ sợ ngủ luôn cho nên là thất bại. Có khi ngủ là sợ chết hả anh Tấn? Sao mà ngủ mà sợ chết làm vua? Ngủ mình khỏe chứ mà sao sợ chết được? Ngủ thì phải ngủ cho nó ngon giấc ha. Bớt rồi đó, quẩy dài tới đây luôn rồi, nó nghỉ hết sức luôn. Vậy hả? Ừ. Có rửa tay là nhiều. Rửa tay. Ừ, năm nay nó quá tràn lớn, một ngày nó nhiều vậy đó, rậu hết sức luôn. Nó đâu có mặn, không có mặn gì nuôi nó. Mà có này mùa qua mùa ở trên rồi. Qua mùa là không có đi làm lúa được không ha? Không có đi làm cỏ gì cho ta hả? Làm cỏ là tới mùa nó mới kêu mình mần cái lúa cũng vậy nữa. Dạ. Cái này còn cái mốc. Cái đó là cái cây gì con? Cây mốc lúa. Cây mốc lúa hả con? Cây dạ. Mốc cây lúa đó. Là quê của cô là gốc quê, là quê ở đâu? Gốc quê ở bên Mỹ Hậu Đông á. À, Mỹ Hậu Đông ha. Còn chỗ này là thuê trọ thôi ha. Thuê trọ mười mấy năm chú ơi. Rồi còn chú còn không? Chú còn không con? Ba anh Tuấn á. Ờ à, thôi mấy năm rồi, là chỉ có một mình ảnh thôi hả? Hai mẹ con vậy hả? Hai mẹ con à, ba đứa con mà tôi gách hết trơn chú. Ba đứa con hả? Ba đứa con gách hết trơn rồi mà gã cứ trơn mà là mướn rồi chú ơi. Ờ, à, rồi giờ còn có mình anh Tuấn ở với cô thôi. Đó đó, nên ở đó. Là ảnh là Út luôn hả mấy con? Năm rồi, Út luôn thứ hả? Thứ hai đó. Thứ hai luôn hả? Ừ. Ừ. Thứ hai là trưởng rồi đó. Rồi chiều giờ anh Tuấn có ăn cơm chưa? Chưa. Chiều giờ. Đó. Sáng giờ chưa ăn cơm luôn hả? Chưa. Trời ơi trời. Sáng giờ không ăn sao chịu nổi? Giờ có uống nước không anh? Sáng giờ chưa uống nữa. Trời ơi. Uống chưa uống, ừ. Khi mua nước đá mới mua bỏ không ăn. Sẵn ăn cơm đó. Lại đó. Vậy luôn hả sớm ơi, giờ không ăn uống gì hết. Vậy sao chịu nổi anh Tuấn? Bởi vì anh thân thể anh nó ốm yếu, nó đuối sức đó nha. Ừ, biết rồi. Bây giờ nè, mai mốt là buổi sáng là làm gì làm. Cô phải mua đồ ăn cho ảnh. Mua đồ ăn để cho ảnh ăn. Có mua không? Có mua mà nó không ăn. Bữa đó mua cháo đó ha. Dạ. Nó để tới chiều luôn. Mùa sao kỳ vậy? Để tới chiều. Nè anh Tuấn nghe em nói nè, anh phải ăn xong xuôi đi, anh muốn làm công việc gì đó thì anh làm, thì nó mới có sức khỏe, mình phải lo bao tử mình trước nha. Chứ anh làm lu bu anh không ăn cái anh để hoài là anh đói rồi là sanh bệnh là mình khổ rồi bệnh rồi nữa cái là mình không có tiền rồi mình coi như là suy yếu là mình mau chết đó nha. Nó đòi ăn sâu, tôi mua gói sâu cho nó rồi tôi để nó tới chiều ngày mai cũng còn nữa. Yeah. Nó thiêu. Vậy hả? Ừ, đòi ăn mà mua để nó quăng theo hoài vậy đó, nó quăng. Ừ. Đó, không được đâu, nó hôi. Ừ. Mà một năm thì một nhiều chứ ơi, rầu hết sức luôn rồi. Anh ốm nhôm nhất à? Ốm nhiều lắm luôn. Ừ. Cái này là phải ăn uống vào điều độ cho anh Tuấn ơi. Rầu hết sức luôn á. Rồi bây giờ là anh đang chuẩn bị ăn cơm đó là tên Tuấn Dũng vô thăm là anh chưa ăn hả? Thôi sẵn ăn đó, thôi giờ bắt bữa cơm cho anh ăn đi. Thôi, làm hả? Đi, làm đi, bắt đi. Vậy hả? Sao mới đi? Lấy quanh tới 10 giờ á. Sao mới đi rồi? 10 giờ 11 giờ đó. Ăn được lát ăn được không có gì. Nấu vậy hả? Dọn ra hai mẹ con kêu con ăn với mẹ nè. Bắt đầu á thôi bà ấy đi bà dẹp đi. Rồi bắt đầu á nói lay lay 10 giờ mấy 11 giờ con canh hồ á. Vậy hả? Ừ. Nó ăn để tới nguội lạnh luôn á. Ừ. Để em quay gần gần mặt anh nha, để cho con cái buồn dữ dằn luôn. Gâu ghê là mới ba mấy tuổi mà gâu ghê nhìn mấy tuổi à? Nhìn thấy già già trước tuổi ha. Ừ. Nếu mà cậu gâu chắc có lẽ là trai hơn anh Tuấn ha. Ừ. Đúng không? Kêu nó cạo nó nỉ. Vậy anh có người yêu chưa anh Tuấn? Có bạn gái không? Từ đó giờ luôn không có ai á. Vậy hả? Ừ. Từ đó giờ là chưa có bạn gái nữa anh Tuấn? Không có chơi với bạn nào bạn trai nào nữa. Vậy hả? Bạn trai thì không có luôn. Ừ. Đó giờ luôn á. Vậy giờ rảnh nữa. Anh thấy anh cũng hiền hả cô ha, dạ, hiền á. Hiền. Có ra đường chữ bới rồi ai không? Không gì đó, không có ha. Không quậy quậy chứ. Ừ. Không có quậy ấy gì á. Mà anh có bị té xe té gì không cô nào vậy? Hồi lúc đó nó té hồi nhỏ. Nó hồi nhỏ nó té cây, nó leo cây té rồi bắt đầu đau biết rồi. Bắt
bà dặn mình mua hai để nhờ mấy anh em ăn, hai anh em ăn. Lúc đó là công tay đó coi. Từ đó là sau này bắt đầu một năm sao mà cỏ đó còn mình được lớn lên á. Cái đó còn nhỏ đâu 8-9 tuổi gì đó. Rồi cái bắt đầu sau lớn lên cũng có mặn nữa, rồi sau này không có mặn một ngày 5 năm. Cũng có giác lối ra chứ không có sức. Gì hả? Một năm nặng nhiều, nhiều nữa. Có mấy năm quá nặng luôn, không có mặn. Một lần hành ít, một lần hành ít. Bây giờ hành nhiều. Cái tay, cái trước Dũng, cái trước là sao? Cái trước sao anh hả? Gì hả? Chắc kiếp trước chứ mình đó thì chắc có gì chắc mình tạo nghiệp gì đấy anh ha. Không biết mà như mình đoán có thể là biết trước làm sao gì hả thì khô à. Giờ anh Tuấn có cái ước mong gì để mà ta giúp đỡ anh Tuấn không, dù gì đó tôi không nghĩ gì đó hả, có ước mong gì Tuấn Dũng giúp anh không, hôm nay đến năm này có mong muốn gì không hả, có mong muốn gì nói đi. Chuyện giúp được giúp đỡ được thì em hơn. Nhưng mà giúp cái gì mới được chứ, giúp anh gì, giúp anh gì, phần gì, là quần áo hay là mì gói hay là gạo hay là chút tỉnh tiền hay là gì đó. Giúp gì giúp, muốn giúp gì giúp hả? Dạ anh có đi bán số được không? Còn bán được, bán số chắc còn được, còn được. Anh còn bán số được không con? Nó lâu rồi mấy năm không bán. Mấy năm rồi lâu rồi mấy năm không bán hả? Chờ ta gạt hả con? Có thiếu sức khỏe, hai đôi tay nó có tài hành chịu đi ra nắng nó thiếu sức khỏe thì cũng nổi. Tay dữ dằn lắm thiệt. Con ngồi chút xíu cho chút xíu, con ngồi chút xíu. Thì cô là thường ngày là cô vẫn còn đi bán số không hay là cô nghỉ rồi? Không có, nghỉ số thì mình còn đó, bà già. Cái lúa. Mình có cái lúa hả? Cái mằng cỏ cái lúa này là cái nó đâu có ổn định đâu đúng không cô? Đúng rồi. Mà bây giờ chờ cô đi bán số rồi được không, có vụ gì đó? Bán số thì cũng được. Bán được mà tại, hai đôi tay không có. Tại mình bán số là có đồng vô đồng ra hàng ngày. Đúng rồi. Còn có mằng cỏ mằng mướn là vài ngày một bữa mới có, làm sao có gạo có cơm ăn được. Đúng rồi. Hai đôi tay nó hành quá, tay nó hành ở đây nó hành dữ lắm. Vậy cô có ước mong gì để mà Mạnh Thường Quân giúp đỡ cô không? Cũng có nhờ chú Dũng chứ Mạnh Thường Quân đó. Dạ. Mà giúp đỡ làm cho chị con cái nè, cho nó hết ăn với lại tôi đi mà. Hết chắc không hết đâu. Chị bệnh cho ảnh hả cô? Bây giờ bán số là cô bán hay là ảnh bán? Không, tôi bán, chắc nó bán. Cô bán hả? Dạ, sức khỏe nó không có. Ừ. Vì nó không có ăn được nó lắm quá. Dạ. Mình không có sức khỏe. Cái vấn đề bệnh của ảnh thì bây giờ mình phải đưa đi khám làm sao, bệnh viện làm sao để mà... Thì hai tay quá trời, hai tay nó không biết nó hành nhất quá trời. Bây giờ bớt cái không nhất mà nó quá trời nó hành. Mà ngặt cái chú ơi, đúng không? Tay nó hành quá hành. Mình mặn không ăn là tiện đâu mà đi cắt cho con. Dạ. Sử gì cho thú uống mà bớt đau à. Dạ. Vậy là nó hành lỗ tai nhất hành đó, hai bên thôi hay một bây bên? Bây giờ bớt rồi, bây giờ còn nhất mệt. Mà nó với tao lỗ tai bị mỏng rồi, lỗ tai này bị gách nhỉ. Là do anh móc lỗ tai hay sao mà dữ vậy? Nội móc là đó, mày nội móc. Móc chảy nước ra nước với bị hành hai tay. Lỗ tai mặt trước rồi lỗ tai trái chưa sao chưa. Lỗ tai trái chưa hành ra sao mới hành luôn. Nhưng mà quan trọng là cái thức ăn của anh này là anh phải ăn cơm ban ngày chứ anh đừng có ăn buổi tối nữa. Đúng rồi, thì em cũng vậy đó. Ban ngày, buổi sáng, buổi trưa, buổi chiều luôn, ba buổi. Đó. Còn anh ăn mà các buổi có một buổi tối không, ăn chứ khuya không là thấy nó không đủ sức khỏe đó. Ăn là nó gì vậy đó. Tôi biết giờ nó mà không có nổi đâu, không có số nổi đâu. Nó lo cho nó bệnh hết. Hành lỗ tai quá trời. Nuôi nó không đi chút. Dạ. Lo cho nó hết bệnh mà. Qua một lối chưa hả? Thì bây giờ cô đi bán vé số đi. Bán số đi để mà kiếm tiền hàng ngày sống đi. Còn vấn đề mà bệnh cảnh thì kia thì vấn đề đó thì con không có chắc là hứa được mà để giúp anh đi khám bệnh được. Có thể cô hỗ trợ mình cũng hỗ trợ cho cô vấn đề vốn cho cô bán số trước đi ha.
rồi vấn đề mà bệnh của ảnh thì để từ từ coi làm sao. Dạ, ảnh đi khám rồi khám thì khám ở bệnh viện Long Xuyên mình hả? Dạ Long Xuyên mà. Dạ. Bệnh của nó nói cho nghe, nó cũng tài. Chưa biết bệnh nó nha đó. Dạ. Ừ. Bệnh nó chứ nó chưa biết bệnh nó. Biết hai tay. Chưa biết hai bệnh tài. Đó nè. Ừ, nó chưa biết bệnh của nó. Dạ. Ừ. Đúng rồi, phải đi khám mới biết chứ làm sao biết được. Đúng rồi. Hai tay quá tài hành. Hành nhất hay sao? Nhức đầu không? Đầu cũng có nhức luôn đó. Còn trong mặt nhưng mình nhức. Ở trong mặt ít nha. Trong mặt ít nhức đầu nhiều hơn. Ừ. Bị hai tay nhỏ lặn lâu rồi. Vậy hả? Đây tay mặt bị trước nè. Ở đâu anh đứng lên cho em coi thử coi. Anh đứng lên kìa. Tay mặt bị trước, người ta trái bị sau. Anh đi tới luôn coi thấy khỏe mạnh không? Thì vậy đó. Thấy coi tướng còn ngon ngon cơm không? Ừ. Đó. Rồi đi qua lại coi. Giơ tay chân được coi, giơ tay chân lên coi. Ờ giơ tay chân được lên coi 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 nó còn giơ nổi không? Hơi à. Hơi hơi được phải không? Ừ, vậy là cũng còn đỡ cũng chưa đến nổi lắm. Nhưng mà phải ăn uống vô nha. Anh phải ăn uống ban ngày nha, đừng ăn ban đêm nữa nha. Đúng rồi. Giờ em hôm nay đến thăm anh với mẹ anh, cô Ly với anh Tấn. Thì hình như là đầu tiên cũng mới biết được cái gia cảnh của anh. Thì mai mốt anh cũng nên ăn cơm ban ngày nha, đừng ăn buổi tối nha. Ban ngày phải ăn 2 buổi. Rồi mình phải ngồi ngoài này chứ mình đừng có trốn vô toilet nha anh Tấn. Mình đâu có thiếu nợ thế nào gì ai đâu mà mình sợ mình trốn vô toilet nha. Rồi bây giờ chờ con thay mặt chị Thảo ở thành phố Hồ Chí Minh đó con. Yeah. Gửi cho con 10 triệu để cho con đi giúp các hoàn cảnh thì hôm nay con cũng xin trích thêm 2 triệu của chị Thủy nữa để giúp cho cô có vốn để cô bán số. Yeah, yeah. À, cô bán số để mà lo cho cuộc sống hàng ngày với lo cho anh Tuấn đi. Yeah, yeah. Rồi ví dụ như cái vấn đề mà khám bệnh gì chảnh đó thì vấn đề thì con sẽ để xem lại rồi từ con sẽ hỗ trợ ảnh để anh đi khám bệnh rồi coi sao bệnh tình đến còn sao. Yeah, yeah. Vấn đề đó thì bữa nào con có đi xuống thì con điện cho cô hay. Yeah, yeah. Mà rồi con thay mặt chị Thảo nha, chị Thảo ở thành phố Hồ Chí Minh gửi 10 triệu cho con đi giúp những hoàn cảnh đó. Thì hôm nay con xin trích thêm 2 triệu của chị Thảo nữa. Hôm nay thì cũng giúp cũng hết đâu cũng hết 5-6 triệu rồi thì cũng còn lại ít ha. Thì giờ gửi cho con 2 triệu của chị Thảo nha con nha. Sao cũng mời chú như cô đó mà ăn mạnh hình quân này ha. Dạ dạ. Giúp đỡ thì cũng rất cảm ơn. Dạ. Thì hoàn cảnh của cô thì ở hai mẹ con thì ở phòng trọ, còn anh Tuấn thì ảnh coi như là ảnh cũng bệnh rồi cũng yếu không có làm gì ra tiền. Còn cô thì đi làm mà làm cỏ làm thuê làm đứng người ta. Thì hôm nay con giúp cho con 2 triệu này để cho cô có số vốn, tại vì cô đi làm cỏ làm thuê người ta thì không ổn định cuộc sống. Bây giờ cô dùng số tiền này cô đi mua giấy số đi ha, cô bán thì có đồng vô đồng ra hàng ngày ha. Dạ dạ dạ. Rồi Tiến Dũng cũng xin cảm ơn chị Thảo đã hỗ trợ cho Tiến Dũng 10 triệu để đi giúp những hoàn cảnh. Thì hôm nay Tiến Dũng cũng xin trích thêm 2 triệu cho của chị để giúp cho cô và anh Tuấn. Rồi giờ con xin chào cô với anh Tuấn nha. Rồi Tiến Dũng xin cảm ơn tất cả quý vị khán giả đã. Rồi giờ anh Tuấn nhớ ăn cơm đi nha. Em về ha, bữa nào xuống thăm sau nha. Cười cái coi. Cười cái coi. Thôi chào nha. Ok anh. Rồi chào con nhé. Dạ dạ dạ.